Chào mừng các bạn học sinh khối 4 đã đến với bài tập đọc của tuần 26. Các con hãy quan sát bức tranh sau đây. Các con thấy gì trong bức tranh này? Đây là bức tranh vẽ chú bé có tên là Garrot đang đi nhặt đạn ngoài chiến lũy sức nghĩa quân giữa làn mưa đạn của kẻ thù. Garrot là nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng Những người khốn khổ của nhà văn Pháp Hugo. Bài Garrot ngoài chiến lũy là một trích đoạn của tác phẩm trên mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong ngày hôm nay. Các con nghe cô đọc mẫu và đọc thầm theo nhé. Garrot ngoài chiến lũy. Anjolra nói, chừng 15 phút nữa thì chiến lũy chúng ta không còn quá 10 viên đạn. Garrot nghe rõ câu nói đó. Một lát sau, người ta thấy bóng cậu bé thấp thoáng ngoài đường phố dưới làn mưa đạn. Thì ra, Garrot đã lấy một cái giỏ đựng chai trong quán và ra khỏi chiến lũy. Nó dốc vào miệng giỏ những chiếc bao đầy đạn của bọn lính chết gần chiến lũy. Cậu làm trò gì đấy? Cuốc Phây Rắc hỏi. Em nhặt cho đầy giỏ đây. Cậu không thấy đạn réo à? Garrot trả lời. Có chứ, nó rơi như mưa ấy. Nhưng làm sao nào? Cuốc Phây Rắc thét lên. Vào ngay. Tí ti thôi, Garrot nói. Ngoài đường, lửa khói mịt mù. Điều đó rất có lợi cho Garrot. Dưới màn khói và với thân hình bé nhỏ, cậu bé có thể tiến xa ra ngoài đường mà không ai trông thấy. Garrot dốc 7-8 bao đạn đầu tiên không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phóc ra, tới, lui, dốc cạn các bao đạn và chất đầy giỏ. Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn, em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn, theo Hugo. Cô giới thiệu với các con, đây là nhà văn Victor Hugo. Ông sinh năm 1802, mất năm 1885. Ông là một nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch thuộc chủ nghĩa lãng mạn nổi tiếng của Pháp. Ông cũng đồng thời là một nhà chính trị, một trí thức dấn thân tiêu biểu của thế kỷ 19. Và đây là tác phẩm nổi tiếng của ông, Những người khốn khổ. Bây giờ chúng ta sẽ luyện đọc. Các con chú ý. Bài này được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1, từ Anjolra nói cho đến làn mưa đạn. Đoạn 2, từ thì ra cho đến Garrot nói. Đoạn 3, từ ngoài đường cho đến ghê rợn. Các con chú ý giọng đọc của mình. Giọng Anjolra bình tĩnh, giọng Cuốc Phây Rắc lúc đầu ngạc nhiên, sau lo lắng, giọng Garrot luôn bình thản, hồn nhiên, tinh nghịch. Những giọng các từ ngữ nằm xuống, đứng thẳng lên, ẩn vào, phóc ra, tới, lui, dốc cạn. Đoạn cuối mình đọc chậm, giọng cảm động. Trước khi đọc, các con lưu ý phát âm đúng một số tên nước ngoài. Các con đọc theo cô nhé. Garrot, Anjolra, Cuốc Phây Rắc. Cùng đọc lại một lần nữa nhé. Garrot, Anjolra, Cuốc Phây Rắc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc cá nhân.
Chúng ta cùng luyện đọc một số từ khó trong bài nhé. Garrote, Anzonra, Cút phây rắc. Một số câu ở trong bài. 15 phút nữa. Cậu làm trò gì đấy? Vào ngay. Trong bài có một số từ khó hiểu. Chiến lũy. Chiến lũy là tuyến phòng thủ được xây dựng kiên cố hoặc dựng tạm bằng các vật có tác dụng che đỡ như bao cát, giường, tủ, bàn, ghế. Các con cùng quan sát tranh. Đây là hình ảnh minh họa về chiến lũy. Từ khó thứ hai là nghĩa quân. Nghĩa quân có nghĩa là quân khởi nghĩa. Các con quan sát tranh. Từ khó thứ ba là thiên thần. Thiên thần là thần ở trên trời, thường được cho là rất đẹp và có nhiều phép lạ, theo quan niệm xưa. Ú tim là trò chơi trốn tìm của trẻ em. Sau khi đã đọc, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài ngày hôm nay. Các con hãy đọc lại đoạn 1 và cho trả lời câu hỏi. Garrote ra ngoài chiến lũy để làm gì? Garrote ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn giúp nghĩa quân. Như vậy, vì sao Garrote lại ra ngoài chiến lũy trong lúc mưa đạn như vậy? Vì em nghe thấy Anzora nói, chỉ còn 15 phút nữa thì chiến lũy không còn quá 10 viên đạn. Đoạn 1 này cho ta thấy điều gì? Đoạn 1 này cho ta thấy lý do Garrote ra ngoài chiến lũy. Các con hãy đọc lại đoạn sau và trả lời câu hỏi. Những chi tiết nào thể hiện lòng dũng cảm của Garrote? Những chi tiết thể hiện lòng dũng cảm của Garrote là Garrote không sợ nguy hiểm, ra ngoài chiến lũy để nhặt đạn cho nghĩa quân dưới làn mưa đạn của địch. Cút phê rắc hét lên, giục cậu quay vào chiến lũy, nhưng cậu vẫn nán lại để nhặt đạn. Garrote lúc ẩn, lúc hiện, dưới làn đạn giặc, cậu chơi trò ú tim với cái chết. Đoạn 2 này cho ta thấy điều gì? Đoạn 2 cho ta thấy lòng dũng cảm của Garrote. Ở cuối bài, tác giả có nói chú bé Garrote như một thiên thần. Vậy, vì sao tác giả nói chú bé Garrote như một thiên thần? Con hãy chọn ý đúng nhất trong các ý sau. A. Vì chạy nhanh hơn đạn, nên chú chạy thi với đạn giặc. B. Vì chú rất dũng cảm, có phép như thiên thần mà đạn giặc không đụng tới được. C. Vì chú đang đùa với cái chết. Cùng đếm người xem mình đã chọn đúng chưa nhé. 3, 2, 1. Đáp án đúng là đáp án B. Vì chú rất dũng cảm, có phép như thiên thần mà đạn giặc không đụng tới được. Đoạn 3 này cho ta thấy điều gì? Đoạn 3 cho ta thấy Garrote là một thiên thần. Câu hỏi 4. Em có cảm nghĩ gì về nhân vật Garrote? Con suy nghĩ về Garrote như thế nào? Con hãy chia sẻ với người thân của mình nhé. Vậy, nội dung của bài tập đọc này là gì? Nội dung của bài tập đọc này là ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Garrote.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc diễn cảm. Chúng ta đọc diễn cảm đoạn văn sau đây. Các con lưu ý ngoài việc nhắc nghỉ hơi ở sau dấu phẩy, dấu chấm, chúng ta sẽ nhấn mạnh ở một số từ ngữ sau. Con cùng đọc với cô nhé. Garrot dốc 7, 8 bao đạn đầu tiên, không có gì nguy hiểm lắm. Em nằm xuống, rồi lại đứng thẳng lên, ẩn vào một góc cửa, rồi lại phóc ra, tới, lui, dốc cạnh các bao đạn và chất đầy giỏ. Nghĩa quân mắt không rời cậu bé. Đó không phải là một em nhỏ, không phải là một con người nữa, mà là một thiên thần. Đạn bắn theo em nhanh hơn đạn, em chơi trò ú tim với cái chết một cách thật ghê rợn. Cái con thấy đấy, ra rất thật dũng cảm. Tuy rằng nhỏ tuổi nhưng cậu bé đã bất chấp nguy hiểm để đi nhặt đạn giúp nghĩa quân. Và ở Việt Nam chúng ta cũng có những người anh hùng nhỏ tuổi như vậy, luôn hy sinh bản thân mình để có thể giúp cho đất nước giành lại được độc lập. Đây là anh Kim Đồng, 100 năm đội viên đầu tiên của đội thiếu nhi tiền phong của chúng ta. Chị Võ Thị Sáu, cậu bé Nguyễn Bá Ngọc cũng là một học sinh lớp 4 như chúng ta đấy. Như vậy, không phải chỉ người lớn mới có thể giúp ích cho xã hội, mà những bạn nhỏ cũng có thể đóng góp công sức của mình vào công cuộc xây dựng đất nước. Các con hãy cố gắng học thật tốt để trở thành người có ích cho xã hội sau này nhé. Tiết tập đọc đến đây là kết thúc rồi. Các con hãy rèn đọc thêm bài này, đặc biệt là những tên nước ngoài, và rèn đọc thêm cho người nhà của mình nghe nhé. Chúc các con học tốt.